sau khi cắt xả từ chi trên tới trên đọt nè đó, từ ngọn tới gốc thì giờ anh em tiến hành bấn nha. Nhưng mà cây này mình sẽ cắt xuống nữa chứ không phải để cái gì, tại vì cái chi chính là mình tính là dưới đây nè, nó có chi lớn đó. Nó sẽ ra cái cây đọt mới ngon lành. Rồi để anh em lôi nhánh ra chống chống cái vô hút. Này, cái nhân vật nó cũng ít lên sóng nha, không nghĩ cũng lâu rồi nên ít lên. Tối bên YouTube đã báo anh là chúc mừng công ty đất và nước đã đạt được mốc 100 người đăng ký. 100 người đăng ký là sao? Được tiền hả? Nói chung là đó là giống là 1.000 subscribe đăng ký mới được. Nhưng mà 100 họ cũng nói là cũng 10 lần gì mới được. Đấy. Rồi lúc bật kiếm tiền, lúc bạc, lúc vàng là 10.000, kim cương là 1 triệu. Nói chung là ngày hả? Đường đến lượt đăng ký subscribe rồi á. Con đường đến với đồng tiền còn hơi dài. Nhưng mà mình vẫn ra nếp điều này ha. Đây đó vậy. Cái nội dung của mình nó không có phong phú như người ta. Ừ, các con. Từ bữa anh em mình hái dưới 100 dừa là mấy bữa sau bà Diễm mới hái liên tục 3 trận, mỗi lần là 100 trái. Hôm qua mới làm ra 100 vô. Xiết dừa non vẫn vớt. Có hái dừa non không hả? Bởi nhìn cái dàn dừa hái dừa lên nó ngon không à, chưa đủ tuổi nó hết. Chứ ghê vậy. Là hôm nay làm 300 trái là 8 má, từ bữa con hái dừa Diễm vô làm nó có 3 đợt rồi, 100 trái. Lấy nhiêu trái? 6.000. Giao cho bà 6.000. Trả lại 6.000 hả? Vậy có nhiêu bự hút quá mà còn có gì kệ, tại mình nghĩ quán quán nó hái chứ mình còn hốt tiếp cái quán mình đóng cửa rồi, quán đóng cửa mình cứ hốt đó chứ cái bên khỏe mình chết không. Là lấy bầu nhưng mà khi tới mình trồng bỏ bầu hết để mình lấy dễ mình cười ra không biết dễ không phải là thôi đứng cái bầu coi về bỏ cho trồng lại tất trồng hết cây này cũng khỏe lắm.
không lên hốt lại nữa. Ủa, giá cái cười lên không trả không? Bẹp. Bây giờ đâu có lâu chưa có xài nên chưa có sữa. Dễ quá, cây dễ luôn á. Ừ. Dễ, dễ trên không được, dễ dưới không được. Ai luôn. Cây này bao rễ luôn. Cây này bao rễ luôn. Cây bự là cũng ngon luôn hả? Ứng đi lát mình xuôi bỏ đất hết. Đây rễ nhiều nó đỡ khỏe hả? Với lại mình con sát cây nó cũng ok. Chịu hả? Nó làm bấn chịu nha. Bấn chịu hả? Ừ. Vậy để kêu chủ chủ mua bò giữ cho chịu nữa. Làm clip là quá trời, mấy chục cái này. Dài quá mình làm 5 phút hết. Mình bắn cây thôi. Clip mà đang lên
kinh của anh đông nhất người coi là cái nếp bà ngoại, đúng không người biết ngàn mấy. Xong rồi tới cái clip quay game mà đúng nay cái thằng gì đó thằng sang mà nhỏ nhỏ không à. Sang khẩn thằng gì ớn ớn nó làm cái clip ngắn gọn thôi mà tiếu phát cười thấy không ăn cái gì ăn bắt ốc rồi hả nào mình cưới nhau đó giờ là tương động nhau á không cho đụng vô à, không đụng á ừ ở chừng nào mới cưới chừng nào cũng bầu đi cưới nhỏ nó đã nói là không cho đụng vô khi nào đồng ý anh trung trọng em hả ừ. Chị nó hỏi là nào mới cưới nào có bầu thì cưới ừ. bao nhiêu quay luôn gửi cảnh báo liền nên nhắc nhở lần đầu nha lần hai lần ba là à, vụ đó nhỏ nhỏ hả ừ vụ đó tắm trong bồn á đè cho quay luôn trời ơi chị làm món quyền hả gửi cho mình có hình ảnh của trẻ em đúng rồi chứ hổm anh quay mấy clip kia đâu có gì đâu mình tại cái lúc nó đang tắm không được quay nữa đó vô cảnh báo liền nó mới nhắc nhở lần đầu mày đi cái đầu tôi đến rớt xong rồi đầu nó chiếc á xong rồi đầu nói xong rồi đầu nói mười một gì luôn á 11 giờ đêm ghê vậy xong rồi dậy rồi nó kêu Vũ vậy dậy về Vũ ơi nó coi đồng hồ nó 11 rồi rưỡi về gì không nội thôi lại luôn ở đâu đâu không nhớ ở đâu nữa ở dưới quê mà không chứ nào
được sao sống. Chết luôn hả? Kéo lên được còn sống. Nó bỏ qua tự nhiên chứ sống có sức sống thấp. Ra ngoài. Những gà mẹ đá là trống dí. Chú tám vô luôn gà vườn bông nhé, đẹp lắm Vũ. Bán con nhỏ nhúm vậy là 400 ngàn con, 500 ngàn con. Giờ sao cái gì? Bữa hai em đăng lên thấy cái nó ngon tính về. Hôm hai em chuẩn bị đi đâu à? Sao anh bữa anh khui cho anh không đang dạy cám? Đúng là dạy cám rất nhiều mà sao kỳ ta? Không ai nói là cái ổ lên chậm hay sao ta? Chứ mấy ổ thì giờ lên hết rồi. Ra tược hết. Nhỏi bờ mình bên trước chứ đi rồi. Có cái nó khô vô từ từ á. Ừ, cái khô nó nhân ra hết rồi. Giờ mấy giờ con vô nữa ta, con sát gốc luôn rồi, giống như cây xe này. Được không? Bây giờ một sống hai chết, bây giờ nó tiếc cái chi. Nó khô nó bị nhiễm bệnh, nó lây vô từ từ hay gì. Để coi chút lúc gỡ bầu coi kiểm tra rễ thì coi lên luôn. Nhiêu mát. Lúc nó cũng bự để đi uống. Vô đi nữa đi Dũng ơi. Dữ dễ nè. Zalo Facebook coi không vô trong cái YouTube coi cái chất lớp mà coi không đăng ký cũng thua luôn. Hay là vô thấy mình mặt mình cũng chạy cho da luôn. Thấy chạy đi miếng thôi thôi giờ đi được sớm vậy khỏe. Đổi góc quay. Chỉ sang góc quay này đi. Hả? Là thấy chứ. Bây giờ mình cũng làm được một ít rồi. Đúng rồi. Tết buổi sáng ạ. Đây là cái gốc khế mà hôm bữa mình chiếm nói cũng có đăng lên nè. Thiếu ánh sáng.
nó lên mừng lên gò á. Con bầu này khá lớn nha, bầu này cỡ 1 mét á. Nhưng mà một chút mình sẽ khơi bỏ hết, bỏ bầu luôn chứ không để bầu, thay bằng cái nguyên liệu phân trộn củ vi sinh của mình. Trái này ngứa mà tôi hái vô không ăn được không? Được, ăn cái trắng trắng này phải không? Gà leo á, gà nào không có chân, gà chỉ không cánh hả? Không cánh luôn. Đang quay nữa anh gì? Lố, đầu nít dài luôn. Còn nhớ vô đăng ký giùm mình. Đăng ký rồi vẫn được rồi. Đăng ký rồi vẫn chuông rồi. Ví dụ như 1.000 người là mình được nhận tiền rồi. Nước bạc. Rồi sáng sau ví dụ như không có người coi nữa mình có được nhận không? Được dạ. Chứ. Nhưng mà tiền bằng. Tiền không bằng thôi. Nhưng là mình sẽ làm thế nào để clip nó có nhiều cái nội dung, cái tiêu đề nói chung là nó nhiều yếu tố chứ phải khơi là nó ăn tiền của thiên hạ, phải là ai cũng nhảy vô coi chứ người ta ghét mình thấy mình cái này nè không lóc mình liền hả? Bấm xấu mình xong ăn ăn mài luôn. Phạm bán quyền gì đó không hiểu, giờ ông làm là 2 kênh khác rồi. Nhận tiền không? Chưa, ông chưa nghe nhận tiền, nghe nói đi đâu về với Vĩnh Long nhận 100 triệu mấy giờ. Tiền nó làm tốt gì buồn buồn cũng 100 triệu. Dâm mà cũng lên, ví dụ lên quan trọng có trái hay không cả vấn đề. Mấy cây dâm lên cũng hiệu quả. Giờ cứ bán làm thử dâm của năm đến không. Dâm cũng nhanh lắm, khoảng tiền ngâm có thể có trái, cây có trái. Giống kéo bẻo. Nếu người ta chiết nó ấy hơn chứ. Chúng ta chiết. Chiết thì cũng được mà dâm cũng được, cái đường nào nó cũng ra để cây nó cũng sống khỏe mà. Cây là vườn của sư huynh chứ. Chiết cũng được, cái dưới cây lê khắc kê đó. Nó bắt cây không rảnh không chiết đi, không chiết mà ta. Chiết giao mấy cây xây đệ mới khắc kê kho giống rồi. Bán đàng hoàng, bán gì dựa đàng hoàng. Bán gì dựa lông dịch, cây đó mà báo thì chiết nhiều lắm á. Cái cây đó khắc kê đó để mua ở ngoài, mà dựa là cái cây đang trồng 2 cây đó không có 1 cái lá nào luôn á. Tại nhiên ta. Giống 60 bán 80 là 2 ngàn. Cái gì sao nó hỏi cái mít này nha, cái này là ăn trái đàng hoàng á, nó bán ổng về ổng chế đi
mà nó cỡ gì nè, cao cỡ mét 60 ngàn, mà lột ra trồng nó dễ nhiều lắm, như nó chiếc mà để cũng đặt cái cây của bác ông chịu chiếc là nhiều lắm. Không lấy mấy kia luôn hả? Yeah. Không lấy mấy kia hả? Vinh rồi đó. Làm việc tại nhà. Còn cô ba thì cũng dạy học sinh online không? Trên đó mượn học bến là học online không? Tháng 25 triệu. Không phải online không, bình thường. Mình học cũng đóng hai mấy triệu bởi bả cài là bả nuôi. Diệu đi học còn tấn thì anh cài để trả tiền nhà, cài mà trả được nhà nó đi học thì cũng nhiều lắm, chưa tính tiền ăn uống nữa. Tháng 25 triệu, mình tháng 10 triệu thì cũng là xanh chứng giá dữ lắm, tưởng không tháng 2 triệu mấy xanh chứng giá rồi. Quay gần lại xíu đó, bầu khá lớn nha, cực lực sáng giờ là nửa tiếng đồng hồ rồi. Lắc dữ ta. Anh em thấy cực đăng ký. Nhớ vô đăng ký nha, chia sẻ ha, like ha. Đừng chửi rồi. Nhớ đăng ký là được rồi, không cần like cũng được. Khỏi chia sẻ cũng được. Đăng ký càng nhiều càng tốt. Anh nói nhìn ru luôn rồi Dũng. Bà cũ người cũng gần có cũ bạn hết vậy.
tốt ghê. Trái không? Mới trồng à. Mấy cái bữa bữa anh cũng tốt ghê luôn nhưng mà mấy chục gốc. Vậy bằng cái gì nó đeo uống quá. Dễ này hé. Không quen. Còn ở trên mà. Phân làm cảnh kia. Qua thấy clip trồng gì nữa không? Chứ cái đụm vừa chưa thấy gì nước hơn, hốt luôn. Muốn lấy qua được biết lên là mong sai luôn. Có ai có được mấy gốc bự đẹp. Hai dây mà không làm vàng không có trái chưa không có không để chồng chơi thôi hả. Ừ. Sao có trái được.